Chào các bạn, đây là blog sản xuất, kênh chia sẻ kiến thức về Kaizen và sản xuất. Trong video này, mình sẽ review cuốn sách nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota, cuốn sách thứ 2 trong bộ sách Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Khác với cuốn nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota là cuốn sách tập trung giới thiệu về những suy nghĩ giúp chúng ta thực hiện Kaizen trong công việc. Cuốn sách này sẽ tập trung nói về những suy nghĩ, bài học mà Toyota đã thực hiện để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào những năm 2008 và thảm họa sóng thần vào năm 2011. Dựa trên cơ sở là phương thức sản xuất Toyota. Về ngoại hình, đây là một cuốn sách khổ lớn với kích thước 17x24. Ở phía trước, ngoài tên sách, chúng ta sẽ thấy 3 nội dung. Thứ nhất là nâng cao khả năng giao tiếp, thay đổi tư duy trong công việc. Thứ ba là hiểu nguồn nghệ thuật Kaizen. Đây chính là những lợi ích mà bạn sẽ nhận được sau khi đọc xong cuốn sách này. Sau khi xem hết review, các bạn thử đánh giá xem điều này có đúng không nhé. Về cách trình bày, đây là một cuốn sách đồ hình với mỗi bài sẽ có một trang hình ở cuối để tóm tắt nội dung. Ngoài ra, sách được chia làm 4 chương với tổng 40 bài và với độ dài chỉ khoảng 145 trang. Có thể nói đây là cuốn sách khá trực quan, ngắn gọn, phù hợp với những độc giả thích đọc nhanh để nắm bắt kiến thức. Thậm chí, bạn chỉ cần xem phần đồ hình ở mỗi cuối bài có thể nắm được ý chính rồi. Về tác giả, ông Yoshihito Wakamatsu là một người có nhiều kinh nghiệm làm việc và Kaizen tại Toyota. Thậm chí, ông còn có thời gian quý báu làm việc cùng ông Ono Taichi, người được mệnh danh là cha đẻ của phương thức sản xuất Toyota, để triển khai phương thức sản xuất trong nội bộ các xưởng của Toyota. Những kinh nghiệm quý báu này sau đó đã được ông áp dụng trong nhiều ngành nghề khác ngoài sản xuất như xây dựng và bất động sản. Đi vào nội dung chính, đầu tiên mình sẽ giới thiệu nội dung xuyên suốt của cuốn sách này. Sau quãng thời gian phát triển đột biến của phương thức sản xuất Toyota, đến năm 2008, họ bắt đầu gặp khó khăn khi thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Đến năm 2009, họ lại phải gặp phải một sự cố khác về thảm lót sàn đã làm chân ga bị kẹt và gây tai nạn. Trong sự cố này, Toyota đã phải triệu hồi hơn 3 triệu chiếc xe của mình tại Mỹ. Thậm chí, giám đốc Akio Toyoda đã phải ra điều trần tại Quốc hội Mỹ và xin lỗi. Tiếp đó, đến năm 2011, Nhật Bản đã xảy ra vụ động đất sóng thần thảm khốc và Toyota là một trong những công ty chịu ảnh hưởng nặng nề trong thảm họa này. Chính những khó khăn liên tiếp ập đến lại là lúc họ bắt đầu dừng lại và suy nghĩ sau một khoảng thời gian dài phát triển thăng hoa, và họ nhận ra rằng sự phát triển quá nhanh đã hình thành một khoảng cách lớn giữa cơ cấu tổ chức và phương thức sản xuất Toyota. Và họ đã quyết định rằng có một thứ nhất quyết phải nhìn lại, đó là phương thức sản xuất Toyota. Đây sẽ là vũ khí để họ vượt qua khó khăn này. Và kết quả sau đợt cải cách này đã giúp Toyota trở thành công ty sản xuất ô tô đầu tiên đạt sản lượng 10 triệu chiếc xe được bán trên toàn thế giới. Cuốn sách này sẽ giống như một cuốn nhật ký ghi lại những bài học mà Toyota đã gặt hái được sau khi trải qua những khó khăn trong quá trình hoạt động và phát triển. Có thể bạn sẽ thấy nó quá nghiêm khắc, trông có vẻ không thực tế, nhưng đây lại là những câu chuyện có thực đã được chính người trong cuộc là tác giả kể lại. Tiếp theo, mình sẽ điểm đến một số nội dung nổi bật trong cuốn sách mà mình thật sự tâm đắc. Nội dung đầu tiên, không hành động chỉ với ý tưởng cá nhân, trong người chăn trở hơn một người chăn trở. Đây là một câu vừa miệng của một kỹ sư trưởng trong công xưởng của Toyota. Anh là người có nhiều quyền hạn, kinh nghiệm và kiến thức phong phú, tạo ra cảm hứng cho nhiều ý tưởng tuyệt vời. Tuy vậy, anh này vẫn luôn mong muốn nghe ý kiến của cấp dưới hoặc đồng nghiệp. Để giải thích về điều này, người kỹ sư trưởng chia sẻ, trong sản xuất, việc quan trọng là phải tạo ra sự tin tưởng giữa các thành viên và xây dựng thói quen của mọi người để cùng nhau suy nghĩ về một vấn đề chung. Tại Toyota, 100 bước của một người không bằng 100 người cùng bước. Trước đây, hoạt động Kaizen của Toyota được thực hiện theo cá nhân, nhưng sau đó, Toyota đã chuyển hướng các hoạt động theo nhóm, mọi người cùng đưa ra những ý kiến và cùng Kaizen. Hoạt động Kaizen dần dần đi vào ổn định và những phương án Kaizen trong công ty không ngừng được đưa ra và phát triển dưới nhiều góc độ khác nhau. Mặc dù ý kiến của mỗi người có thể là rất nhỏ, nhưng nếu tập trung tất cả lại, sẽ thu được phương án lớn và có khả năng thực hiện. Thông qua việc mọi người cùng đồng não, Toyota đã tạo tạo ra những người có khả năng suy nghĩ. Đó là bước đệm cho những phương án Kaizen tuyệt vời hơn sau này. Suy nghĩ thứ hai mình thấy thú vị, đó là hãy cùng nhau sử dụng trí tuệ để giảm chi phí sản xuất và duy trì lợi nhuận. Muốn mua rẻ hơn, hãy tìm cách để họ có thể bán rẻ đi. Một cách làm nhẹ nhàng nhất trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm chính là yêu cầu các công ty đối tác phải giảm giá nguyên vật liệu và linh phụ kiện. Để làm được điều này, đương nhiên cần phải nỗ lực để đàm phán. Mặc dù vậy, ở phía công ty mua lại chẳng phải chịu bất cứ thiệt hại gì, còn công ty bán thì bị ép phải giảm giá, đương nhiên lợi nhuận của họ sẽ suy giảm. Từ đó, mối quan hệ giữa bên bán và bên mua sẽ không còn tốt đẹp như trước nữa. Trong quá trình mở rộng phương thức sản xuất Toyota, ông Ono Taichi lại làm khác và nghĩ khác. Ông thường đưa những nhân viên trẻ tuổi của Toyota đến các công ty đối tác để giúp đỡ họ tiến hành cải cách sản xuất. Nếu cải cách sản xuất thành công, các linh kiện của công ty ấy có thể được sản xuất với giá rẻ hơn.
nhanh hơn. Điều đó vừa giúp cho công ty đối tác phát triển, lại còn vừa giúp giảm giá gốc cho chính Toyota. Mục tiêu chính của ông Ono chính là hướng tới những cải cách sản xuất sao cho công ty đối tác có thể cung cấp linh kiện với giá rẻ hơn cho Toyota mà họ vẫn có lực lợi nhuận. Ở chỗ này hay một cái là mua rẻ không có nghĩa là ép cho người ta phải bán thật rẻ, mà giúp họ kaizen, giúp họ giảm chi phí thì như thế họ có thể bán rẻ lại cho bạn. Đây là một cái suy nghĩ và cách làm rất hay. Thay vì giành giật lợi nhuận với các nhà cung ứng thì ở đây chúng ta cùng chia sẻ với nhau cách làm việc, cách sản xuất để cùng giảm chi phí sản xuất để hai bên cùng có lợi. Suy nghĩ thứ ba chúng ta sẽ cùng nhắc đến đó là thay vì biện minh hay tự suy nghĩ phương án để giải quyết vấn đề, có biện minh thì cũng không giải quyết được vấn đề. Đây là một câu nói mà bạn có thể sẽ thường xuyên được nghe trong công việc. Công việc nào thì cũng vậy thôi, luôn đầy rẫy những khó khăn và vấn đề phức tạp. Sẽ có những lúc bạn rơi vào tình trạng gặp công việc vô cùng khó khăn mà sức mình thì không làm được. Những lúc này, đương nhiên chúng ta sẽ có xu hướng suy nghĩ lý do để biện minh tại sao mình không làm được. Nhưng dù có lý do và chính đáng đến đâu thì vấn đề vẫn nằm nguyên ở đó và không được giải quyết. Việc này thật sự không tốt cho công việc. Trong sách có nêu lên một câu chuyện. Anh G là một nhân viên trẻ tại Toyota, được cấp trên giao cho giải quyết một vấn đề khá khó. Sau khi nghe xong, anh lập tức cho rằng việc này đã vượt quá khả năng hiện tại. Mặc dù đã cố hết sức, nhưng anh vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Ngày hôm sau, anh lên báo cáo với cấp trên rằng tôi đã cố gắng suy nghĩ hết cách rồi nhưng vẫn không làm được. Nghe vậy, cấp trên nói, mới suy nghĩ một ngày, làm sao mà đã nói không làm được. Anh nói như vậy là quá sớm rồi. Tôi cho cậu thêm một ngày nữa để suy nghĩ thử xem sao. Một lần nữa, anh G lại lao đầu vào tìm cách, thậm chí còn nhờ cả các đồng nghiệp xung quanh, nhưng anh cũng lắc đầu nói, khó lắm, không làm được đâu. Và anh G lại càng tin rằng công việc này không thể thực hiện được nữa. Hôm sau, anh lại lên báo cáo, giải thích với cấp trên lý do tại sao không làm được. Sau khi nghe báo cáo, người cấp trên sẽ nói, thôi được rồi, để tôi sẽ nhờ người khác vậy. Trong phương thức sản xuất Toyota, người ta thường nói rằng, hãy dùng cái đầu biện minh để suy nghĩ những cách để giải quyết vấn đề. Tức là thay vì tìm những lý do để không làm được, bạn hãy suy nghĩ những cách để giải quyết vấn đề thì hơn. Những dự án, những công việc mà khả năng thành công thấp thì chẳng ai muốn làm cả, đó là điều đương nhiên. Vì thế, cái đầu thường có khuynh hướng suy nghĩ và tá lý do để biện minh. Vì vậy, chúng ta phải chuyển cái đầu sang chế độ suy nghĩ để làm thế nào có thể giải quyết được vấn đề. Mọi phương án có thể giải quyết, nhưng vấn đề tưởng chừng như không thể, luôn bắt đầu từ những suy nghĩ như vậy. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu từ suy nghĩ, việc khó thế này làm sao mà làm được, thì cái đầu sẽ tự suy nghĩ ra những cái lý do để giải thích là mình sẽ không thể làm được. Do đó, điều quan trọng là không phải trở thành một tay biện minh số 1, mà bạn phải biết tự khẳng định bản thân mình làm được và nghĩ cách giải quyết. Suy nghĩ tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là thay vì kêu than phiền phức quá, mệt mỏi quá, hãy thử suy nghĩ cách làm cho công việc nhẹ nhàng hơn. Để giải quyết vấn đề thì phải kaizen, và nhiều người không thích kaizen bởi kaizen rất phiền phức và khó thực hiện. Nhưng xin đừng quên rằng kaizen cũng là công cụ để làm việc nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn. Những nơi bắt đầu kaizen thường là những chỗ gần gũi với chúng ta. Đã giới thiệu với chúng ta một câu chuyện khác. Đó là ông H được cử đến làm giám đốc cho một công ty kinh doanh thua lỗ, đang trên bờ vực phá sản. Ông muốn vực dậy công ty bằng cách đẩy mạnh hoạt động kaizen vốn đang đình trệ trong công ty. Khi kinh doanh thua lỗ, công ty thường không muốn tiêu tốn cho những hoạt động kaizen. Nếu làm như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, công ty có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu. Tuy nhiên, nếu dừng kaizen thì không có ý tưởng mới được đưa ra và kết cục, tình hình kinh doanh lại càng tệ hơn. Do đó, ông H muốn đẩy mạnh kaizen để khôi phục công ty cũng là chuyện đương nhiên. Ban đầu ông quyết định đưa ra một khẩu hiệu, mọi người hãy cùng động não, nhưng hầu như chẳng có ý tưởng nào xuất hiện cả. Những người trong công ty còn suy nghĩ kaizen là chuyện của một bộ phận nào đó, chứ chẳng phải trách nhiệm của mình, hoặc từ bỏ ngay từ ban đầu vì nghĩ rằng có nói cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, ông H đã tập hợp nhân viên và hỏi họ rằng trong lúc làm việc, các anh chị có vất vả, có khó khăn ở đâu không? Nếu thấy mà bỏ mặc thì anh chị sẽ bất mãn với công việc đấy. Nếu thay đổi cách suy nghĩ, ví dụ như liệu có cách làm nào tốt hơn không? Làm thế nào để công việc nhẹ nhàng hơn? Những ý tưởng này sẽ trở thành đề tài cho hoạt động kaizen. Và ông nói thêm, kaizen theo phương thức Toyota vì công ty, nhưng đồng thời kaizen cũng là cách suy nghĩ để bản thân mỗi chúng ta tìm ra cách làm nhẹ nhàng hơn. Đây là cách ông H đã bắt đầu và thúc đẩy hoạt động kaizen trong công ty nơi ông đến. Trong phương thức kaizen của Toyota, điều quan trọng nhất không phải là bạn phải trở thành một siêu sao để giải quyết được tất cả mọi vấn đề, mà điều quan trọng là phải lôi kéo mọi người cùng đóng góp ý tưởng để giải quyết vấn đề. Công việc nào cũng có khó khăn, cực nhọc, nếu cứ chịu đựng sẽ dẫn đến chán ghét công việc, thậm chí là muốn bỏ việc. Vì thế, thay vì chịu đựng, hãy suy nghĩ làm thế nào để công việc nhẹ nhàng hơn. Những phần mà bản thân còn yếu thì nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Kiên trì với cách làm này, cuối cùng công ty của ông H cũng bắt đầu có những thay đổi tích cực, những phương án kaizen dần dần xuất hiện. Suy nghĩ tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là đừng thỏa mãn với một phương án, hãy nghĩ ra nhiều phương án và chọn lấy một cái tốt nhất. Tại một công ty công thực phẩm, lỗi liên tục xuất hiện.
Hàng từ công xưởng thường không được chuyển tới siêu thị đúng thời gian đã định. Hàng đến đúng hẹn thì lại thường sai lệch với số lượng đặt trước. Công xưởng trưởng và trung tâm vẫn sắp mở một buổi họp bàn phương án giải quyết cho vấn đề này. Lúc đó, phương án mua máy phân loại, tự động phân chia chính xác hàng hóa xuất kho được đề xuất và được cho là phương án tối ưu. Tuy nhiên, trưởng bộ phận sản xuất đã đề nghị đợi thêm, bởi ông vẫn đang thắc mắc nguyên nhân phát sinh lỗi liệu có phải là do phân loại hàng hóa chậm hay không. Ông quyết định phải tìm ra nguyên nhân thực sự của vấn đề và cần suy nghĩ thêm phương án giải quyết khác. Ông đã nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn về phương thức sản xuất Toyota để cùng tìm nguyên nhân thực sự của vấn đề. Tư vấn tiến hành điều tra công xưởng và trung tâm vận chuyển để phân tích hiện trạng và tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Một trong những nguyên nhân là chỉ có thông tin về thời gian giao hàng được chuyển tới công xưởng, thông tin về số lượng thì không. Nếu vậy, lỗi xảy ra là chuyện đương nhiên. Khi đã tìm ra nguyên nhân này, thì rõ ràng phương án mua máy phân loại tự động ban đầu đã được xưởng trưởng và trung tâm vận chuyển đánh giá là phương án tốt nhất đã không còn phù hợp nữa. Vì thực ra không mua máy phân loại tự động thì phương án tạm thời cũng chỉ là phương án tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Do đó, trong cải cách, nếu chưa tập trung ý kiến của mọi người thì tuyệt đối không nên vội kết luận đó là phương án tối ưu. Dù đã là một phương án tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng nên suy nghĩ liệu có phương án nào tốt hơn không, rồi hãy so sánh và xem xét các phương án được đưa ra. Mặc dù mất thêm một chút thời gian, nhưng việc thực hiện các câu đoạn này sẽ giúp chúng ta có những phương án tốt hơn thì sao? Đây cũng là một bài học mình nghĩ khá thú vị. Thay vì tự tin vào phương án của bản thân, chúng ta nên tìm hiểu thêm những cái phương án khác để tìm ra một cái phương án tốt nhất mới là cách làm hiệu quả nhất. Suy nghĩ tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bàn luận đó là để thuyết phục người khác làm theo ý tưởng của mình, hãy tự mình thử nghiệm trước. Có lẽ các bạn cũng đã từng gặp những trường hợp tương tự như thế này rồi đúng không? Mình có một ý tưởng rất hay đưa ra với mọi người nhưng chẳng ai tin mình, chẳng ai làm theo mình cả. Vậy thì làm sao để mọi người có thể tán thành và giúp đỡ mình thực hiện ý tưởng của bản thân? Trong sách có kể ra một câu chuyện, có một công ty sản xuất muốn cải cách hoạt động sản xuất dựa trên nền tảng là phương thức sản xuất Toyota. Khi người chịu trách nhiệm dự án đưa ra phương án Kaizen thì những người quản lý công xưởng phản đối kịch liệt. Hướng Kaizen này có làm cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì những phương án Kaizen lớn sẽ không thể đẩy lên được. Người trưởng dự án đã quyết định thành lập một đội triển khai ngay. Những Kaizen lớn thì ý kiến phản đối cũng lớn, nên đội bắt đầu từ những Kaizen nhỏ. Kaizen nhỏ thì không tốn kém, dễ thực hiện nên bị phản đối hơn. Khi đội phát hiện ở đây có vấn đề, muốn thay đổi chỗ này sẽ lập tức tiến hành biến ý tưởng đó thành hiện thực. Khi đó, phản ứng từ xung quanh cũng tốt dần hơn. Nếu bàn luận trên giấy tờ thì chỉ dừng lại là làm hay không làm. Nhưng khi đã triển khai thì nhiều khả năng sẽ nhận được ý kiến đóng góp như cái này có vẻ thú vị đấy. Chỗ này nếu sửa theo hướng này có thể tốt hơn đấy. Thông qua câu chuyện này, chắc các bạn cũng hiểu rằng để truyền đạt một ý tưởng cho người khác là rất khó. Nếu nói bằng lời không được, hãy thử biến ý tưởng đó thành hình ảnh cụ thể. Như vậy đối phương sẽ dễ phán đoán, đồng thời bản thân cũng biết đâu là điểm tốt, đâu là điểm không tốt. Tức là nếu bạn đã nhận ra vấn đề, trước hết hãy thử cải thiện xem sao. Hoặc nếu nghĩ đó là một sản phẩm tốt, trước hết hãy thử chế tạo xem sao. Khi đã biến ý tưởng thành hiện thực rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cơ sở để phán đoán nó tốt hay không tốt. Vì thế, việc dành thời gian suy nghĩ nhiều là điều quan trọng. Tuy nhiên, được biến suy nghĩ thành hiện thực còn quan trọng hơn. Suy nghĩ cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn trong video này đó chính là đừng chỉ nghĩ, cần cố gắng thì điều gì cũng làm được. Hãy nghĩ cách điều chỉnh cơ chế sao cho không cần phải cố gắng cũng làm được. Đây cũng là một cái suy nghĩ rất là thú vị. Mọi người thường nghĩ mình bỏ ra rất nhiều công sức thì mình sẽ làm được những việc khó hơn, tốt hơn. Nhưng thực ra, liệu đó có phải là cách làm tốt nhất không? Vậy có cách nào bạn không cố gắng cũng có thể làm được không? Đây chính là bí quyết, thay vì làm việc trâu bò, chúng ta lại nên suy nghĩ một cách làm hiệu quả hơn hay là một hệ thống để giúp mọi người không cần cố gắng cũng có thể làm được. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ có một câu chuyện là khi thêm một nhân viên làm việc chậm mà cấp trên chỉ biết chỉ tay và bắn, làm nhanh lên thì chắc chắn sẽ không có thể thay đổi gì được. Nếu người nhân viên đó làm việc chậm như thế, chắc chắn là trong thao tác của họ phải lãng phí. Nếu bạn tự suy nghĩ và tự đặt câu hỏi kiểu cách làm việc hiện tại có lãng phí hay không, có cách làm thoải mái hơn hay không, để tìm nguyên nhân, sau đó tìm cơ chế để giải quyết giúp họ, thì sẽ có thể loại bỏ những cái lãng phí mà họ đang tạo ra. Trong chúng ta có một câu chuyện rất thú vị về việc này, đó là có một anh khi mới lên quản lý nói với cấp trên rằng từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng hết mình. Nhưng thật kỳ lạ, anh đã bị mắng ngay lập tức. Trách nhiệm của cậu không phải là cố gắng, bởi vì trách nhiệm của cậu là xây dựng một cơ chế mà mọi người không cần phải cố gắng cũng được. Như bạn cũng đã biết rồi đấy, nói cố lên đôi khi có thể khích lệ được người lao động làm việc, nhưng khi chưa có thành quả mà chỉ có đứng nói cố lên thì coi như là tự đánh mất tư cách của người quản lý. Yêu cầu của một người quản lý là phải quản lý quy trình và suy nghĩ cơ chế sao cho không cần phải cố gắng cũng làm tốt được công việc. Chất lượng của sản phẩm tốt hay không sẽ được quyết định bởi từng công đoạn có được thực hiện tốt hay không. Tốc độ làm việc chậm hay nhanh sẽ được quyết định bởi thao tác có lãng phí hay không. Thành quả công việc được quyết định bởi quy trình tốt hay xấu. Để đạt được kết quả không chỉ cần khích lệ về mặt tinh thần, mà việc xây dựng và quản lý quy trình chặt chẽ là điều rất quan trọng.
Như vậy, mình đã giới thiệu những điểm thú vị nhất trong cuốn sách này. Bạn có nghĩ đây là những nội dung thú vị hay không? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.